Trong buổi livestream trước của mình thì mình đã dùng gần như là tất cả mọi thứ để roll ra Alekino và kết quả ra mình đã có C0R1 của Daddy và mười mấy con sang liền, cho nên là bây giờ phải đi farm cho Daddy thôi đúng không? Đây là kết quả, các bạn cứ xem nhé. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình vô tận bạc ha. Lần này với nhân vật mới là Lekino. Bỏ này nên 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 4.7 4.6 nên có cái nút bỏ nha. Nói thiệt cái này bỏ luôn này, nhưng mà không phải ba món của Ale. Set này set thiêu đốt. Trời ơi! Tại sao vậy? Có đồ câu nhưng mà tại sao lại là cái đồ này? Cánh du à? Ra đồ Ale lùm. Làm ơn. Ra đồ Ale giùm nha. Một món cái này là đồ giữ được nhưng không phải của Ale. Mình sẽ không nói gì hết, mình sẽ không nói cái câu thừa thắng xông lên, hiểu không? Mình biết là thế nào nó có quật mình cái, tôi biết lắm. Ra là Alekino ở cái giai đoạn này, nếu mà chơi set này thì nên là mình sẽ có hai target là ly tấn công với ly hỏa, nên nào cũng được. Con này thì dễ hơn chỗ đó, có lẽ là trung bình là một món thì sẽ ok, nhưng mà hai món sẽ tốt hơn. Không không phải món này, không phải món này. Đầu tiên đồng hồ này đi, đồng hồ 3 vòng. Hơi tệ, rất tệ. Để này làm phút 16 thử. Không, tệ quá, tệ quá, tệ quá, tệ quá, tệ. Tao tha cho mày bởi vì món đầu tiên đó. Rồi xong nó tha không tha cho mình luôn. It's alright, hai lần, bởi vì thật sự ra không từ cũng không lắm, đang cần crit nhiều. Bởi vì mày là món đầu tiên, cho nên tao để đó nhớ, nhưng mà mình chưa mang lên được. Next day, lần này mình để Yelan đứng thử thôi. Thật ra không phải là cố tình đâu mà là vô tình á. Một cái lông này tính ra là do là cái màu của hai cái bộ này nó gần gần giống nhau á, cho nên mình cảm giác như mình đang quay đang hơi khó phân biệt. Lúc này hai nón này này. Cũng được này. Hả? Unexpected. Vẫn câu nói cũ, chúng ta sẽ không thừa thắng xông lên, bởi vì chúng ta sẽ biết chúng ta sẽ quật ngay cái khúc này. Hai cái nón của cái set kia. Xem thử được, mặc dù rất là buồn lần này lại 4 vòng nhưng mà không không có tỷ lệ sát thương ha. Lại một hoa một lý. Từ từ đã.
từ từ đã. Từ từ đã, hơi nhưng mà thôi, mình giữ để mình giờ cái này giữ nhưng không nâng nha. Truyền thống của cái kênh này thì nó muốn tâm linh có tâm linh, muốn lột muốn mũ có mũ. Rồi chúng ta có hai cái lồng đúng không, chúng ta có hai cái lồng. Từ từ nha, 12, 16, 20. Cho mày một cơ hội nữa. Cái gì? Rồi, chúng ta có hai hoa là điểm nhấn của ngày hôm nay. Nãy giờ nãy chỉ là mổ thôi mà. Không thèm vô luôn. À mình còn một cái ly hỏa đúng không? À, một cái ly hỏa nữa. Cái đó giữa tạm tự sát hay. Ba món đồ tiềm năng. Không món chơi được. Ngày mới lại lên. Và lại trầm cảm tiếp. Mình mới có xét cái tone cho ngày hôm nay đi ha. Đó, bằng việc ra hai cái món này. Thấy chưa? Thường á, là mấy cái đổi giữa chừng như thế này sẽ ra những kết quả không mấy khả quan lắm. Ví dụ như cái tăng trị liệu này. À. Ba món luôn, hai lông một nón luôn. Ok. Và thế là ba ngày trôi qua rồi đó. Nào, bây giờ chúng ta quay trở lại. Ok, mình quên mất là chúng ta có một cái một OTB. Vâng. Cho nên là mình sẽ mang cô ấy vào đây. Vẫn là cô ấy. Từ từ, hai cái HP này đâu ra đây? Đúng là cô ấy. Đúng là chờ cô ấy. Ừ. Đúng là cho cô ấy thật. Vâng, tiếp tục mình sẽ lấy một cái chiêu cực kỳ thành công. Vâng, ca sĩ nước nguồn. Ôi, sao nó lại cái ly này? Trời ơi, mày mà đúng xét là mày ngon rồi không? Cứ giữ. Giờ tôi ghét mày lắm rồi. Ê ha. Được. Bây giờ bắt đầu là tới cô ta rồi. Lần này mình sẽ thử Corroborate ca sĩ nước nguồn và cha. Này bỏ này. Này bỏ này. Ra tỷ lệ sát thương khó vậy sao? Từ từ nha, để chúng ta chịu hồi lại. Lần này ba con bét đi. Đó. Rồi sao mất ba con bét luôn? Thiệt miếng chó làm ăn sao vậy? Đó, nhưng mà xuất hiện rồi nè. Đây. Đó.
Sao là đồ ngon cho cô ấy. Được, 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 được. Rồi, cuối cùng nào. Thằng này là tổ hợp giữa ca sĩ và cô ấy. Lộn, cô ta. Nó là đồ cô ấy là mệt. Nè đồ của Hào nè. Được, 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 được. Cái này nghi nó nạp nè. B. Cho mày cơ hội cho mày là món đầu tiên. Hết cơ hội. Cho bạn cơ hội để trưởng thành. Bạn ra ngự. Bạn min ngự. Bạn min sát thương bảo. Trời ơi, còn tấn công flash nữa, trời ơi, đừng. Mỗi thứ một dòng á, đừng. Rồi, chúng ta có một cái lông ở đây. Lông của cô ấy. Mang hai cái món thì đi luôn. Nó ra dòng của cô ấy luôn. Kể lại nha. What's that? What's that, brother? Ủa là nâng chưa vậy? The next day. Ok, ngày mới. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ để cho một mình cô ấy làm mọi thứ. Một cái đồng hồ ha. Tính ra cái thằng nào mà chê mình không biết gì đâu á, thằng nguyên do với do nguyên do cho nó đó. Cũng mạnh. Cũng mạnh. Lại một cái đồng hồ nha. Đúng là phải có dấu ấn của cô ấy thật. Ok, giữ được. Không lẽ Furina có đồ chứ? Ở tính ra bữa nay làm nhiều đồ của Ale phết nhỉ? Chúng ta có một cái ly tấn công duy nhất trong ngày hôm nay. Tại sao tôi nói là duy nhất? Bởi vì nó duy nhất thật. Hy vọng có một tương lai tươi sáng hơn cái này. Được không? Hơn cái này. Thì nó hơn, thì nó cũng hơn. Nhưng mà vẫn chưa tính là một đồ nha. Vẫn chưa tính là một đồ. Mình phải vững tin cho một tương lai tươi sáng đúng không? Ok, vững tin, vững tin, vững tin. Đóng băng anh luôn rồi. Hãy vững tin vào một tương lai tươi sáng. Nơi mà bầy chim hát ca, ai cũng có đồ ngon để xài. Và tôi cũng là cũng thế. Đó, ok. Tôi chưa nói hết câu luôn. Đồ ngon nó hơi lạ không? Đồ ngon nó hơi lạ. Chưa hiểu đồ ngon đúng không? Vâng, đó là những đồ có tỷ lệ sát thương bạo của set dành cho thiếu sinh mệnh.
Dạ vâng. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu môn nhựa tiếp theo với nhựa cuối cùng của ngày hôm nay với tư thế của quỷ vương. Đó, là vậy. Tin tưởng. Tin tưởng. Bây giờ mình nên tin tưởng hay mình nghi ngờ? Thường là vô chung kết và đầu fail nè. Như đội tuyển nào đó. Nghi ngờ đi, mình nghi ngờ. Còn một cái hoa nè, để mình tin tưởng. Đúng không? Tin tưởng. Giờ không nghi ngờ nữa. Còn gì nữa đâu đó mà nghi ngờ đúng không? Tin tưởng. 40. 40 thì hơi ấy không? 39.9 là được rồi. 39.9 rồi. Này, mình tin tưởng. Tin tưởng không có nghĩa là mình ảo tưởng. Cho nên là chúng ta sẽ làm không có hiệu. The next day. Hôm nay là một ngày tươi sáng với những điều tích cực sẽ xảy đến với chúng ta. Còn tại sao mà nói như vậy thì cứ tích cực thôi các bạn ạ. À. Ủa? Tích cực đấy. Thấy chưa? Một... Thằng sát xuôi về tối nha. 3 phút trước Hạo nói với mình là farm cho Navia. Đây. Nó này. Không, Navia farm cho Chlorine chứ không phải là farm cho Navia. Ừ, nhưng mà cũng nhắc đến Navia cho nên là Alekino farm cho Navia nè. Thôi thì giữ. Đó, thấy chưa? Nhưng mà dòng chính đúng rồi đó, được cái dòng chính bắt đầu đúng rồi. Cứ thử xem như thế nào, tại anh đang có linh cảm là dòng thứ tư nó sẽ ok. Cái này giữ được. Cứ thử xem như thế nào, anh nghi là dòng sát thương đó ở dòng thứ tư. Cũng được, cũng được. Cũng được, ok, ổn. Nhưng cái này không ổn lắm. Cái này cũng không ổn lắm. Tính ra ngày hôm nay nó khá là tốt chứ, 6 món của set Alakino rồi. 6/7. Giờ là 8/9. 7/9. Ok, Alakino hiệu quả nạp anh. Bớt support, bớt support. Búng tay liên tục. Búng tay liên tục rồi sao nữa. Tin tưởng. Mà nó bùng luôn. Hay là bùng kèo rồi. Ok, hiệu quả nạp. Ok, HP lại farm cho chị nhà rồi. Lại farm cho chị nhà rồi. Buồn ghê chứ. Farm được kha khá mọi người. Ok. Đấy. Còn Im lặng. Trời ơi. Thế nhờ. À. Coi như tao giữ, coi như là gọi là tiêu bản đi. Ừ. Mình giữ làm tiêu bản. Ủa tại sao anh lại có hai món nham vậy? Ê. Ê game. Từ từ nha, để mình đem những cái món này đi này đó. Món ngự 17 này đây nè. What the hell? Hả? Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Ê! Cái gì đây? Lộn xét rồi. Cái gì vậy? Để sức mạnh ta đảo đây. Nó vẫn được. Nó vẫn được kìa. Ok rồi. Phải cho Navia xin gì quái trong bí cảnh là từ khóa ngày hôm nay là Navia này không phải lỗi. Bây giờ nè, ê! Nó có cả ngự, nó có cả công nha.
Ừ. Là có nghĩa là xài cho Ito cũng được rồi, rồi cả may là nó chưa hơn cái này. Cả Noel được, Noel nhưng mà cái này xài cho Noel lại được. Ôi ôi. Noel lẫn Ito được. Càng là cái kênh này bị nguyền rủa rồi nó thiệt. Ino. Cũng được, cũng được. Nếu anh chơi phép thì cũng được. Không. Không luôn à. Tại vì một cái điều á là con này chơi tinh thông dở lắm. Yeah, tần suất bét, tần suất bét của nó thấp. À. Ok, thử được. Anh nhìn bây giờ nha. Mặc dù anh là một người lạc quan nhưng mà nhìn cái này anh hơi anh cảm giác ở dưới này có cái gì đó hơi giống cái trên này không? Cái xong ra hai đồ. Okay. Anh làm chiếc lõi vậy đấy. À, không một lắm. Hai cái hũ. Trời ơi. Trời ơi, không không thể là không thể nào là một gọi là chúng ta không thể thiếu đi được. Những cái nón ta chi liệu như thế này. Với cái nón này thì con Alekino của anh chắc chắn sẽ hiêu thầy máu. Lần cuối này Hạo nó chỉ mình một cái chiếc lõa. Nó là làm cái động tác quy của Alekino nó là dày. Đó. Như vậy nè. Thôi. Em nghĩ là được. Đó, ba đồ. Được ba đồ. Ok. Anh biết tại sao nó là chiếc của Hạo rồi. Ngày cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cái gì xài tạm cơ? À. Cho anh hỏi xíu cái chỗ này có phải một cô vô vọng không? Nó ngược đấy. Đó giờ là suôn sẻ rồi đã, suôn sẻ rồi đó. Ừ, ý là vậy đó. Quá sai. Ê. Ờ tao quên luôn á, lộn đồ trời ơi. Quên lộn đồ. Mày dòng tấn công được không? Mày mày... À không, nếu mà không mày để sát thương người tố hỏa được không? Tại sao vậy hả? Mày tính thân cho ai? Không lẽ con môi chề? Hả? Bro. Thường á, cái kênh này mà một khi nó đã ma giáo là ma giáo tới cùng á, hiểu không? Đúng đồ của Hạo rồi nè. Mày đừng có như vậy chứ. Này. Nào 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 nào. Đừng như vậy, đừng. Mình tới cái hoa này đi. Hey, that's pretty good.
Mình còn cái nón đúng không? Mình còn cái nón đúng không? Ừ. Mình tế cái nón luôn. I mean it's alright, like ít nhất là mày còn vô được một cái. Ok.